Như Lê xin mến chào quý vị theo dõi tin người Việt Canada và chúc quý vị dồi dào sức khỏe cũng như là mọi điều bình an. Quay trở lại với thông tin trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, thứ tư ngày 20 tháng 12, mở đầu là những cảnh báo về thẻ quà tặng Mastermind Toys. Nếu như quý vị đang có một thẻ quà tặng với thương hiệu Mastermind Toys chưa sử dụng thì ngay bây giờ quý vị phải tiêu nó khi mà các cửa hàng sách cũng như là đồ chơi của công ty đang thiếu tiền mặt sẽ thuộc quyền sở hữu mới vào đầu năm 2024 và họ đã cảnh báo rằng những thẻ quà tặng hiện tại sẽ không còn hiệu lực vào ngày 24 tháng 12. Mastermind Toys thông báo rằng họ đã bán hết hầu hết 66 địa điểm cửa hàng của mình cho Unity's Acquisitions Inc. vào ngày 4 tháng 12 sau khi mà nộp đơn xin bảo vệ chủ nợ theo đạo luật để dàn xếp chủ nợ cho các công ty bị phá sản vào tháng 11. Thẻ quà tặng sẽ không được chấp nhận sau ngày 24 tháng 12 năm nay và trong phần còn lại của quy trình CCAA cho đến khi nào mà việc mua lại Mastermind của Unity Acquisition kết thúc. Và trong khi đó thì các công ty đồ chơi cũng đã đưa ra những chính sách đổi trả và đổi trả kéo dài trong kỳ nghỉ lễ đối với các giao dịch mua được thực hiện trên trực tuyến và tại các cửa hàng, ngoại trừ 18 cửa hàng đang được tòa án phê duyệt để thanh lý. Và hãng đồ chơi Mastermind cũng đã tìm kiếm sự bảo vệ về nợ, một thủ tục tòa án dành cho các công ty nợ hơn 5 triệu đô vào ngày 23 tháng 11 để bảo vệ tài sản của mình khỏi các chủ nợ trong khi tìm kiếm các giải pháp thay thế cho việc nộp đơn xin phá sản. Và vào thời điểm đó, thì các công ty cho biết rằng họ đã phải vật lộn để vượt qua các thách thức bao gồm cạnh tranh ngày càng tăng, sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 và môi trường kinh tế vĩ mô đang xấu đi. Và công ty cũng đã thông báo vào ngày 4 tháng 12 rằng việc mà bán các cửa hàng của Mastermind cho Unity Acquisition do người sáng lập Joe Fresh, Joe Myron đồng lãnh đạo sẽ bảo đảm rằng hầu hết các cửa hàng của họ vẫn sẽ mở cửa. Và theo trang web của công ty, thì Mastermind Toys đã mở cửa hàng đầu tiên tại Toronto vào năm 1984 và được thành lập bởi hai anh em Andy và John Levy. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến Canada 514-996-6679. Và thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa thôi là lễ Giáng sinh diễn ra. Nhưng mà đàm phán về y tá, giáo viên ở Quebec thì vẫn bế tắc khi mà bốn công đoàn vẫn đang đàm phán cùng nhau và tự gọi mình là một mặt trận chung. Cho biết vẫn có thể giải quyết trước cuối năm 2023, nhưng mà nói thêm rằng các cuộc đàm phán cần phải tăng cường để điều đó xảy ra. Khi mà các nhà lãnh đạo khối chung đã nói với các phóng viên vào sáng ngày hôm nay 20 tháng 12 rằng họ chưa ấn định ngay cho một cuộc tổng đình công không giới hạn vào năm 2024. Và các công đoàn đại diện cho 420.000 công nhân khu vực công, bao gồm giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đã tổ chức 3 cuộc đình công gần đây nhất từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12. Và một hiệp hội giáo viên thuộc mặt trận chung đã bác bỏ lời đề nghị của chính phủ được đưa ra vào ngày 19 tháng 12, trong khi mà một hiệp hội giáo viên không trực thuộc đã tiến hành một cuộc tổng đình công không giới hạn trong 4 tuần và cho biết họ đang nghiên cứu lời đề nghị. Chính quyền tỉnh bang Quebec cho biết rằng họ hy vọng sẽ có thể đạt được những thỏa thuận với các công đoàn này trước cuối năm. Và thưa quý vị, cảnh sát vùng Winnipeg đang truy lùng 3 nghi phạm. Sở cảnh sát Winnipeg đang truy lùng 3 nghi phạm sau khi mà một phụ nữ đã bị hành hung, cưỡng bức tại một địa điểm và bị ném vào thùng rác vào đầu tháng này. Theo các cảnh sát, thì các sĩ quan đã đến bệnh viện vào ngày 10 tháng 12 để báo cáo về việc một phụ nữ bị nhiều vết thương trên cơ thể. Người phụ nữ 27 tuổi đã bị buộc phải đến một ngôi nhà trên phố Carlton, nơi mà cô bị hành hung cho đến khi bất tỉnh và bị trói trong một khoảng thời gian đáng kể. Các nhà điều tra cho biết rằng các nghi phạm cuối cùng đã ép người phụ nữ, lúc đó vẫn đang bị khống chế, vào một thùng rác và bỏ rơi cô ta. Cảnh sát cũng cho biết rằng có người đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô và cô đã được đưa đến bệnh viện. Và chính vì vậy, cảnh sát đang truy lùng Joey Michael Audi, 35 tuổi, Evelyn Marie McKay, 40 tuổi và Romeo Chris Miles, 27 tuổi, có liên quan đến vụ việc. Audi bị truy nã vì tội cố ý giết người, và trong khi Miles và McKay bị truy nã vì tội cướp và cưỡng bức giam giữ. Không có một cáo buộc nào được chứng minh trước tòa cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng mà nếu bất cứ ai nhìn thấy nghi phạm ở nơi công cộng,
họ được yêu cầu hãy gọi ngay cho 911 và không được tiếp cận với họ. Đây là một câu chuyện phát triển và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị nào quan tâm. Thưa quý vị, thông tin trong ngày hôm nay đáng để chú ý khi mà CRA đã sa thải 185 nhân viên vì nhận trợ cấp CERB. Cơ quan thuế vụ Canada cho biết rằng cho đến nay, đã có 185 nhân viên đã bị sa thải vì yêu cầu trợ cấp liên bang thời COVID-19 khi mà họ không đủ điều kiện để nhận. Và cho đến nay, hơn 3 năm thưa quý vị, nhưng mà câu chuyện này vẫn tiếp tục kéo dài. Đó là mức tăng 65 người kể từ lần cuối mà CRA cập nhật cho công chúng và đánh giá của mình vào tháng 9. CRA đang xem xét khoảng 600 trường hợp khi mà các nhân viên đã nhận được trợ cấp CRB trong đại dịch COVID-19. Và khoản trợ cấp này trị giá 2.000 đô một tháng cho người Canada bị mất việc làm hoặc là bị hạ cấp do các hạn chế về sức khỏe cộng đồng. Và CIA nói rằng, chỉ vì ai đó được cơ quan này tuyển dụng, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ không đủ điều kiện nhận trợ cấp. Vì một số người có hợp đồng tạm thời hoặc là hợp đồng sinh viên. Và trong số các trường hợp được xem xét, 116 nhân viên đã nhận CERB được xác nhận là đủ điều kiện để nhận trợ cấp. Và CRA cho biết rằng những người không đủ điều kiện sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền nếu như họ chưa làm như vậy. Và thưa quý vị, cũng là một thông tin liên quan và Julie cũng nhận được một email của quý khán giả đã hỏi khi nào cần phải trả một khoản nợ cho những doanh nghiệp nhỏ. Thì ngày hoàn trả nợ được gia hạn cho đến ngày 18 tháng 1 năm 2024 đối với những khoản vay mà thỏa những điều kiện của chương trình CEBA thưa quý vị. Còn những business nào có khoản vay mà không đủ điều kiện sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền nợ của chương trình này trước ngày 31 tháng 12 năm nay 2023. Và đây là những tin tức được cập nhật trên website của chính phủ. Pharmacare không phải là ưu tiên sức khỏe hàng đầu của hầu hết người Canada. Khi mà đảng Tự do và đảng Dân chủ mới đàm phán một kế hoạch thuốc quốc gia trong tương lai sẽ như thế nào, thì một cuộc khảo sát mới đã cho thấy dược phẩm không đứng đầu trong danh sách ưu tiên của hầu hết người Canada thưa quý vị. Và cuộc khảo sát cho thấy rằng khi mà được yêu cầu hãy nêu tên hai ưu tiên chăm sóc sức khỏe hàng đầu của mình, thì chỉ có 18% những người được khảo sát cho biết rằng chính phủ nên ưu tiên tạo ra một chương trình thuốc mới, phổ cập, chi trả một lần. Và nhiều nguồn tài trợ hơn cho thời gian chờ phẫu thuật, xây dựng thêm nhà chăm sóc dài hạn và mở rộng các dịch vụ sức khỏe về tâm thần đều nhận được những sự ủng hộ đáng kể lần lượt ở mức 36%, 32% và 30%. Tất cả những điều đó đều xảy ra trước khi mà có chương trình thuốc chi trả một lần phổ quát và nó không đứng đầu danh sách ưu tiên của người Canada theo một thống kê. Công ty thăm dò Ledgers đã thực hiện cuộc khảo sát này với 1.622 người Canada từ thứ Sáu đến Chủ nhật vừa qua và các cuộc khảo sát trực tuyến không thể được chỉ định một mức sai số vì chúng không được coi là mẫu thực sự ngẫu nhiên. Nhưng quay trở lại, Đảng Tự do hứa sẽ thông qua luật dược phẩm sẽ đóng một vai trò là nền tảng của kế hoạch thuốc quốc gia vào cuối năm nay, như một phần trong hiệp ước chính trị của họ với NDP. Cuộc khảo sát cho thấy rằng 53% số người được hỏi không biết gì về kế hoạch của chính phủ. Trong thỏa thuận, thì các nghị viên của Đảng Dân chủ mới đã cho rằng họ sẽ ủng hộ chính phủ thiểu số trong các cuộc bỏ phiếu quan trọng của Hạ viện để đổi lấy chuyển động về các ưu tiên của NDP như là dược phẩm. Nhưng mà hai bên không thể thống nhất về ngôn ngữ trong dự luật trước khi mà Hạ viện bắt đầu nghỉ lễ. Thay vào đó, họ đã đồng ý về thời hạn mới là ngày 1 tháng 3, 2024 để cho Đảng Tự do có thể đưa ra luật. Và điểm mấu chốt chính dường như là sự kiên quyết của Đảng NDP đối với hệ thống thanh toán một lần phổ quát, vốn là một mô hình được Hội đồng Cố vấn của Canada khuyến nghị về việc triển khai dược phẩm quốc gia năm 2019. Mark Holland cũng đã nhiều lần nêu lên sự cần thiết của chính phủ phải thận trọng về mặt tài chính. Trong số những người được khảo sát thì chỉ có 22% cho rằng chương trình thuốc mới sẽ có thể thay thế bảo hiểm thuốc cơ bản mà họ nhận được từ người sử dụng lao động. Và đa số 44% ủng hộ một kế hoạch cung cấp bảo hiểm cho những người hiện không có bảo hiểm thuốc, người cao tuổi và những người có thu nhập dưới 90.000 đô mỗi năm. Và điều đó có lẽ ở một mức độ nào đó là do thực tế là cứ 3 người Canada thì có 2 người có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tư nhân cho chính họ hoặc là thông qua vợ và chồng của họ. Mặc dù dường như
không có một sự ủng hộ nào áp đảo đối với việc ưu tiên về kế hoạch về thuốc quốc gia, nhưng mà không có nhiều sự phản đối hoàn toàn với ý tưởng này. Và chỉ có 17% những người trả lời cho biết rằng kế hoạch thuốc mới không nên là ưu tiên của chính phủ. Ngay cả trong số những người có ý định sẽ bỏ phiếu cho đảng bảo thủ, phản đối kế hoạch này cũng tương đối yếu. Và một khi mà chúng ta nhìn vào cơ sở cử tri thực tế của đảng bảo thủ, thì chỉ 23% trong số họ nói tôi không muốn bất kỳ một phần nào của dược phẩm. Vì vậy, nếu có một hình thức bảo hiểm dược phẩm thì tôi nghĩ đó sẽ là một tin tốt cho đa số người dân Canada. Ngay cả khi đảng Tự Do và NDP đồng ý về ngôn ngữ cho dự luật chăm sóc dược phẩm quốc gia, không có gì bảo đảm trước mắt và chính phủ sẽ tiến hành một kế hoạch thuốc quốc gia trong thời gian ngắn nhất. Và đạo luật này là chìa khóa để bảo đảm sự ủng hộ của NDP và ngăn chặn một cuộc bầu cử trước cuộc tranh cử dự kiến vào năm 2025. Và điều đó đang ngày càng quan trọng hơn đối với tương lai chính trị của chính phủ sau khi mà đảng bảo thủ đang vượt qua đảng Tự Do trong các cuộc thăm dò trong năm nay với tỷ suất rất chênh lệch đáng kể. Và cuộc thăm dò Leger nhận thấy trong cuộc thăm dò mới nhất rằng sự ủng hộ cho đảng bảo thủ đã giảm nhẹ trong vài tuần qua. Trong số những cử tri đã quyết định thì 38% số người được hỏi cho biết rằng họ sẽ bỏ phiếu cho đảng bảo thủ nếu như các cuộc bầu cử liên bang được tổ chức vào thời điểm khảo sát. Con số này giảm so với 40% số người được hỏi vào cuối tháng 11. Nhưng mà đảng bảo thủ vẫn dẫn đầu đáng kể với 28% sự ủng hộ cho đảng Tự Do và đảng Dân Chủ mới chỉ ở mức 18%. Và đây có thể chương trình thuốc quốc gia là một chủ đề được nói tới trong cuộc bầu cử 2025, thưa quý vị. Và trong bài phát biểu cuối năm 2023, thì ngân hàng nói rằng cắt giảm lãi suất quá sớm có thể sẽ thúc đẩy thị trường nhà ở hồi phục. Đang ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy lãi suất chuẩn của Ngân hàng Canada đủ cao để có thể đưa lạm phát trở lại 2%. Những cân nhắc từ quyết định lãi suất mới nhất của ngân hàng cũng đã cho thấy điều trên. Nhưng mà các nhà hoạch định về chính sách tại ngân hàng cũng bày tỏ những lo ngại của họ về sự hồi sinh của thị trường nhà ở Canada có thể sẽ khiến cho lạm phát tăng cao trở lại nếu như ngân hàng tiếp tục tiến hành cắt giảm lãi suất quá nhanh. Ngân hàng Canada đã quyết định giữ lãi suất, như quý vị đã biết, ổn định ở mức 5% trong quyết định thứ 3 liên tiếp vào ngày 6 tháng 12. Và đồng thời họ cũng duy trì những cảnh báo rằng một đợt tăng lãi suất khác có thể sẽ xảy ra nếu như tiến trình kiềm chế lạm phát bị đình trệ. Thông tin chi tiết đã được công bố vào ngày hôm nay 20 tháng 12 về tiến trình ra quyết định của Hội đồng Quản trị cho ngày đó cho thấy sự chấp nhận ngày càng tăng rằng việc tăng lãi suất trong 2 năm qua đã thành công và đã đủ cho việc để kiềm chế tiêu dùng, giảm bớt áp lực về giá cả. Điều đó khác với ngôn ngữ trong các cuộc thảo luận được đưa ra sau đợt giữ lãi suất vào 25 tháng 10, khi mà Ngân hàng Canada lưu ý rằng một số thành viên đang cảm thấy có nhiều khả năng lãi suất chính sách sẽ cần phải tăng thêm nữa để đưa lạm phát trở về mục tiêu. Và các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đã cho biết họ đặc biệt được khuyến khích bởi sự tiến bộ trong các chỉ số lạm phát cơ bản ưa thích của Ngân hàng Canada kể từ quyết định vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, việc mà nới lỏng trong một tháng không phải là một xu hướng. Và bất chấp niềm tin ngày càng tăng, Hội đồng Quản trị vẫn tiếp tục thừa nhận về rủi ro vẫn còn tồn tại trong triển vọng lạm phát và việc tăng lãi suất thêm cuối cùng có thể là một giải pháp cần thiết hơn nữa. Các cuộc thảo luận nêu bật về áp lực liên tục về lạm phát giá nhà ở có thể sẽ gây khó khăn hơn trong việc đưa lạm phát 2%. Trong khi một số thành viên hội đồng nói rằng chi phí liên quan đến giá nhà ở sẽ tiếp tục giảm dưới sức nặng của lãi suất cao. Những người khác lại lo ngại rằng lạm phát giá nhà có thể sẽ kéo dài hoặc thậm chí là tăng tốc trong bối cảnh mà thiếu nguồn cung và nhu cầu nhà ở đang ngày càng tăng của Canada. Như vậy, việc mà cắt giảm lãi suất quá sớm, giảm chi phí vay cho những người sở hữu nhà hiện tại và những người mua tiềm năng có thể sẽ gây ra áp lực thêm cho lạm phát một lần nữa. Các thành viên lưu ý rằng nếu như các điều kiện tài chính được nới lỏng sớm, thị trường nhà ở có thể sẽ phục hồi nhanh chóng, làm tăng thêm áp lực và câu chuyện sẽ quay trở lại như cũ. Chi phí cao hơn mà chủ nhà đang phải đối mặt khi mà gia hạn khoản thế chấp của họ là nguyên nhân gây ra lạm phát trong chu kỳ thắt chặt. Nhưng mà Hội đồng Quản trị lưu ý rằng lạm phát về tiền thuê nhà tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 40 năm là 8,2% trong tháng 10 và các chi phí nhà ở khác như là bảo hiểm, thuế và bảo trì là bất thường. Các nhà hoạch định chính sách không nhận được bất kỳ một dữ liệu khảo sát mới nào để thông báo về những thay đổi trong kỳ vọng lạm phát,
hoặc là hành vi định giá doanh nghiệp giữa hai quyết định mới nhất. Nhưng mà các cuộc thảo luận một lần nữa đã nhấn mạnh, đây là những lĩnh vực mà Hội đồng Quản trị đang theo dõi. Với kỳ vọng nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm trong năm mới, hầu hết các nhà kinh tế lớn đã bắt đầu đưa ra dự đoán về việc cắt giảm lãi suất trong quý 2 hoặc là quý 3 năm 2024. Và Thống đốc Ngân hàng ông Tim McLem đã tiếp tục phản đối những quan điểm đó, lập luận rằng trong một bài phát biểu tuần trước vẫn còn quá sớm để nói về việc cắt giảm lãi suất. Nhưng mà trong báo cáo ngày 19 tháng 12 về lạm phát mà Tin Người Việt Canada đã cập nhật cho quý vị, khi mà lạm phát vào tháng 11 cũng đã thấp hơn và giữ ổn định ở mức 3,1% trong bối cảnh cuối năm và chúng ta càng mở ra những hy vọng mới cho năm mới. Báo cáo chỉ số tự do con người 2023. Ngày 19 tháng 12, thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Cato của Hoa Kỳ và Viện Fraser của Canada đã công bố chỉ số tự do con người, viết tắt là SFI năm 2023. Và trong số 165 khu vực pháp lý, Thụy Sĩ tiếp tục có chỉ số tự do con người cao nhất. Đài Loan đứng thứ 12, cao nhất châu Á. Trung Quốc đứng thứ 149, còn Việt Nam đứng vị trí 132. Viện nghiên cứu Cato của Hoa Kỳ và Fraser của Canada công bố chỉ số này và theo hãng thông tin thì báo cáo chỉ số tự do con người năm 2023 chỉ ra rằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19, các quyền tự do của con người đã bị suy giảm nghiêm trọng. Tự do trên những lĩnh vực có xu hướng đi xuống, tự do pháp trị cũng đã suy giảm đáng kể. Các quyền tự do đi lại, ngôn luận, hội họp, lập hội và thương mại cũng đã suy giảm. Trong số 165 khu vực pháp lý được khảo sát, thì chỉ số trung bình về tự do con người cũng đã giảm nhẹ từ mức 6,79 năm 2020 xuống còn 6,75 năm 2021. Và từ năm 2019 đến 2021, tự do của con người cũng đã giảm đáng kể. Thụy Sĩ một lần nữa giữ được danh hiệu quốc gia khi mà có chỉ số tự do con người cao nhất. Tiếp theo là New Zealand, Đan Mạch, Ireland, Estonia và Thụy Điển thì đồng hạng 5. Và từ thứ 7 đến thứ 10 là Iceland, Luxembourg, Phần Lan và Na Uy. Còn Đài Loan đứng vị trí 12, cao nhất châu Á. Nhật Bản đứng thứ 16, Hàn Quốc đứng thứ 28, Trung Quốc đứng tới vị trí 149, Việt Nam đứng 132 về chỉ số tự do con người và thấp nhất là Syria. Xét về mặt khu vực thì các khu vực có mức độ tự do cao nhất là Bắc Mỹ, Tây Âu và Châu Đại Dương, nơi có Canada và Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì các khu vực có mức độ tự do thấp nhất là Trung Đông và Bắc Phi, tiểu vùng châu Phi, Sahara và Nam Á. Chỉ số tự do con người thể hiện một tình trạng tự do của con người trên khắp thế giới dựa trên những dữ liệu được đánh giá bao gồm tự do cá nhân, dân sự và kinh tế. Và tự do con người là một khái niệm xã hội công nhận phẩm giá của cá nhân, được định nghĩa là tự do tiêu cực hoặc là không có ràng buộc cưỡng bức, bao trùm 98,8% dân số trên thế giới. Và chỉ số tự do con người năm 2023 dựa trên dữ liệu từ năm 2021, năm gần nhất, có đủ dữ liệu và bao gồm 165 khu vực pháp lý. Và chỉ số này sử dụng 86 chỉ số khác nhau về quyền tự do cá nhân, kinh tế để đánh giá, bao gồm pháp quyền, an ninh và an toàn, di chuyển, tôn giáo, hội họp, lập hội và các quyền tự do dân sự, ngôn luận, thông tin, mối quan hệ giữa các cá nhân, quy mô của chính phủ, hệ thống pháp luật và quyền sở hữu, tiền tệ lành mạnh và tự do về thương mại quốc tế. Theo báo cáo chỉ số dân sự 2022 của Economic Intelligence Unit, một doanh nghiệp chuyên cung cấp những dịch vụ dự đoán và cố vấn qua nghiên cứu cũng như là phân tích thuộc tập đoàn Economics, thì nhìn chung, toàn cầu có chưa đến một nửa dân số, tức là 45,3%, đang sinh sống tại những quốc gia dân chủ. Hơn 1/3, tức là khoảng 36,9% dân số thế giới sống dưới chế độ chuyên chế, trong đó có một phần lớn tại Trung Quốc và Nga. Chưa đến 8% dân số thế giới sống dưới chế độ dân chủ hoàn toàn, phân bố tại hơn 20 quốc gia như Canada của chúng ta, Thụy Điển và Uruguay. Và tiếp theo một bài viết thưa quý vị, Houthis của Yemen là ai và tại sao họ đang tấn công tàu thủy ở Biển Đỏ? Kể từ khi Israel phản công dải Gaza, hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ, xung đột đã lan rộng tới Biển Đỏ khi mà Houthis của Yemen tấn công các tàu dân sự của phương Tây đi qua vùng biển này có liên quan đến Israel.
Houthi đã tiến hành hoạt động này với danh nghĩa là ủng hộ người Palestine đang bị giết chết lượng lớn ở dải Gaza. Theo Reuters, đã có bài đăng vào ngày 19 tháng 12 tóm tắt về lực lượng quân sự mà phương Tây hiểu là do Iran hậu thuẫn. Như Reuters đưa tin, bắt đầu từ 31 tháng 10, Houthi đã công bố can thiệp vào chiến tranh Israel, bất chấp việc Mỹ đã gửi tặng hai kho hàng không mẫu hạm, kèm tổ hợp máy bay tác chiến cùng với quân đội tới khu vực nhằm đe dọa bất kỳ một lực lượng bên ngoài nào dám can thiệp vào hoạt động quân sự do chính quyền của Thủ tướng Israel tiến hành ở dải Gaza. Và ngay từ giai đoạn đầu cuộc chiến, Mỹ đã có lời cảnh báo tới Iran cùng với các thế lực quân sự uyển nhiệm. Hành động của nhóm Houthis ở Biển Đỏ có phần nào tương tự như nhóm Hezbollah, cũng do Iran hậu thuẫn hành động ở biên giới Lebanon. Vào đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Austin đã tới Trung Đông và trong cuộc họp báo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Austin đã tuyên bố thành lập một nhóm mang tên Người bảo vệ thịnh vượng do Mỹ đứng đầu và gồm các quốc gia khác như là Anh và Pháp. Nhóm được lập ra với nhiệm vụ tuần tra và bảo đảm an ninh Biển Đỏ. Các vụ tấn công của Houthis do Iran hậu thuẫn nhắm vào các tàu thuyền thương mại phải bị chấm dứt. Và nhóm Houthi của Yemen sau đó tuyên bố thách thức với Mỹ cùng với đồng minh và nói sẽ tiếp tục hỗ trợ người Palestine. Iran phủ nhận rằng họ có liên quan tới vụ việc trên. Nhưng mà theo Reuters, vào cuối những năm của thập kỷ 1990, dòng họ Houthis ở vùng Bắc của Yemen đã thành lập một phong trào phục hưng tôn giáo cho giáo phái Zaydi của Hồi giáo. Chi nhánh Hồi giáo Zaydi này từng cai trị Yemen trong quá khứ, nhưng mà đã bị gạt khỏi vòng tròn trung tâm quyền lực khi mà vùng trung tâm phía Bắc của họ trở nên nghèo khó. Và khi xung đột với chính phủ ngày càng gia tăng, họ đã tiến hành một loạt các cuộc chiến tranh du kích với quân đội quốc gia và một cuộc xung đột biên giới ngắn ngủi với lực lượng Sunni của Ả Rập Xê Út. Quyền lực của họ đang ngày càng lớn trong cuộc chiến Yemen bắt đầu vào cuối năm 2014 khi mà họ chiếm giữ Sana'a. Lo lắng trước ảnh hưởng ngày càng tăng dọc theo biên giới, Ả Rập Xê Út đứng đầu liên minh do phương Tây hậu thuẫn đã can thiệp vào năm 2015 để hỗ trợ cho chính phủ Yemen. Người Houthis đã thiết lập quyền kiểm soát phần lớn ở miền Bắc và các trung tâm dân cư lớn khác, trong khi chính phủ được phương Tây công nhận có trụ sở tại Aden. Yemen đã có hơn một năm tương đối yên bình trong bối cảnh thúc đẩy hòa bình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu. Ả Rập Xê Út cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán với người Houthi trong nỗ lực rời khỏi cuộc chiến. Vai trò trong chiến tranh Israel ở Trung Đông lần này, người Houthi đã tuyên bố khá sớm từ 31 tháng 10 rằng họ đã bắn tên lửa và trôi máy bay không người lái vào Israel và thề rằng họ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công cho đến khi hành động xâm lược của Israel dừng lại. Tương tự như hành động của nhóm Hezbollah của Lebanon do Iran hậu thuẫn, nhóm Hezbollah đã tấn công các vị trí của Israel ở biên giới Lebanon và lực lượng dân quân Iran đang bắn vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq và Syria. Tình hình đã trở nên căng thẳng trong những ngày qua khi mà tàu thuyền thương mại đi qua Biển Đỏ đã bị quân của Houthi tấn công và họ tuyên bố họ chỉ tấn công tàu thuyền nào có liên quan tới Israel mà thôi. Nhưng trên thực tế thì hành động này đã đe dọa tất cả các tàu thuyền thương mại đi qua con đường trên. Và cũng theo Reuters báo cáo, một số hãng đã chuyển hướng hành trình vận tải của mình, mặc dù phải đi xa hơn một cách đáng kể. Trong khi đó, một số tàu vận tải lựa chọn phương án là khi đi qua Biển Đỏ thì tắt tất cả những thiết bị nào có thể khiến cho tàu bị phát hiện. Hoạt động quân sự của Houthi ở Biển Đỏ là lấy danh nghĩa gây sức ép cho phương Tây và Israel để giúp người Palestine sớm được hòa bình. Khẩu hiệu của họ là Chúa Trời vĩ đại nhất, Mỹ chết đi, Israel chết đi, nguyên rủa người Do Thái, chiến thắng cho người Hồi giáo. Hoa Kỳ tin rằng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang giúp lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi, mặc dù hiện nay chưa đưa ra bằng chứng. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu từ lâu đã cáo buộc Iran trang bị vũ khí, huấn luyện và tài trợ cho người Houthi. Người Houthi phủ nhận mình là lực lượng quân sự ủy nhiệm của Iran và nói rằng họ phát triển vũ khí của riêng mình. Và họ cũng đã thể hiện khả năng tên lửa và máy bay không người lái của mình trong cuộc chiến tranh Yemen, trong các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhằm vào các cơ sở khai thác dầu và cơ sở hạ tầng quan trọng. Kho vũ khí bao gồm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có vũ trang, có khả năng sẽ tấn công Israel
cách trụ sở quyền lực của họ ở Sana'a hơn 1.000 dặm. Và các chuyên gia cho biết rằng tên lửa Tofan Bokhan của họ có thể được mô phỏng theo vũ khí của Iran và có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Và người Houthi đã bắn những tên lửa này vào Ả Rập Xê Út hàng chục lần trong cuộc chiến Yemen. Vào tháng 9, thì lực lượng Houthi lần đầu tiên cũng đã trưng bày tên lửa phòng không có tên là Brat 2, tên lửa hải quân, máy bay chiến đấu MiG-29 và trực thăng. Người Houthi cũng đã sử dụng thuyền nhanh được trang bị súng máy trong các hoạt động để chống lại tàu bè. Julie xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức cập nhật trong buổi tối ngày hôm nay và chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến Canada 514-996-6679.